Tại sao khi các bạn dạy cho bé cún đi ị thì lại khó hơn là dạy đi tè? Đó là vì khi các bé cún của chúng ta đi tè thì sẽ đứng yên một chỗ, còn khi đi ị thì sẽ xoay 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 rất là nhiều vòng giống như các bạn đang thấy ở đây. Điều này khiến cho việc xác định tọa độ để thả bom của bé cún trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. Vì vậy, để dễ dàng hơn trong việc dạy cún đi ị đúng chỗ thì các bạn hãy chuẩn bị cho bé cún một cái khay vệ sinh đủ lớn nha, để cho bé cún có thể thoải mái và dễ dàng xác định được đúng vị trí cần phải đi tè đúng chỗ nha. Chúc các bạn sẽ sớm thành công trong việc dạy bé cún đi vệ sinh đúng chỗ theo phương pháp Boss Dog nha.